Trong lúc những người đô thị thu nhập thấp kỳ vọng có thể sở hữu một căn nhà ở xã hội, thì đề xuất của Bộ Xây dựng mới đây về việc tăng diện tích nhà ở xã hội lên 90m² đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Bộ Xây dựng thời gian qua đã lấy ý kiến dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Theo đó, giảm biên độ diện tích nhà ở xã hội từ 25 đến 90m² thay vì 30 đến 70m² như hiện nay. Đa số các ý kiến đều ủng hộ việc giảm diện tích nhà từ 30 xuống 25m² vì cho rằng diện tích này vẫn đáp ứng được nhu cầu ở của những người độc thân hay các cặp vợ chồng mới cưới. Tuy nhiên, việc tăng diện tích từ 70 lên 90m², tức là từ căn hộ 2 phòng ngủ sang 3 phòng ngủ, lại vấp phải những ý kiến trái chiều. Hiệp hội rất là băn khoăn khi nâng cái mức căn hộ với cái diện tích trên 70m² đến 90m². Quan điểm cơ bản của việc mà phát triển nhà ở xã hội chính là hỗ trợ để cải thiện điều kiện ở cho cái lực lượng người lao động, người thu nhập thấp đô thị. Chứ chúng ta không phải là giải quyết nhà ở theo nhu cầu của mọi người. Tuy nhiên, đứng ở góc độ chủ đầu tư, ông Trương Thái Sơn, Phó Tổng Giám đốc Marketing Công ty Địa ốc Hoàng Quân lại cho rằng, việc nới lỏng diện tích nhà ở là nhằm thích nghi với lối sống tam đại đồng đường của các gia đình Việt Nam. Cái việc gia tăng trên 90m² đó, chúng ta phải nhìn thêm rộng hơn nữa. Đó là cái yếu tố về xã hội, yếu tố về văn hóa. Ở châu Á nói chung, thì và người Việt Nam nói riêng, cũng thích một cái sự quan hệ tam đại đồng đường, dẫn đến họ cần cái diện tích lớn hơn. Trả lời việc tăng diện tích nhà sẽ làm cho giá sản phẩm tăng cao ngoài tầm với của những người thu nhập thấp, ông cho rằng việc thanh toán có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau. Cái thu nhập, nếu mà nói chúng ta có thể theo tính cộng, thu nhập một gia đình không chỉ của người chồng mà còn cả người vợ và kể cả con cái. Thông thường hiện nay trong giới trẻ hiện nay đa số có công ăn việc làm, thậm chí có gia đình nhưng vẫn ở nhà bố mẹ. Tôi nghĩ rằng cái việc phép cộng thêm đó nó cũng được chứng minh được cái thu nhập. Lý giải thêm về quan điểm của mình, ông Sơn cho rằng vấn đề lớn nhất cần quan tâm hiện nay là khơi thông nguồn vốn trong dân, khi mà gói 30.000 tỷ gần hết hạn nhưng mới chỉ giải ngân được khoảng 20%. Có một cái điều băn khoăn lớn nhất không phải là cái diện tích nhỏ hay lớn, mà cái băn khoăn nhất hiện nay đó là việc không khơi thông được nguồn vốn bất động sản trong dân và trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng điều đó không có nghĩa là chương trình nhà ở xã hội được nới lỏng một cách dễ dãi, dẫn đến những hỗ trợ không đến được đúng đối tượng. Nếu chúng ta làm căn hộ mà 90m² là rõ ràng cái điều này nó không phù hợp với một cái quan điểm là việc phát triển nhà ở xã hội là nhằm hỗ trợ cải thiện điều kiện ở cho đông đảo người thu nhập thấp đô thị. Chứ chúng ta không phải là giải quyết nhà ở theo nhu cầu của người thu nhập thấp đô thị. Hai chuyện này khác nhau. Ông Châu cũng cho rằng việc phát triển các căn hộ lớn sẽ làm giảm đi cơ hội tiếp cận nhà ở xã hội của những người thu nhập thấp khác, do số căn hộ nhỏ sẽ giảm đi. Nếu mà chúng ta phát triển các loại căn hộ mà từ 70m² lên 90m² thì rõ ràng là số lượng căn hộ nhỏ nó sẽ bị giảm đi. Thì như vậy là giảm đi cơ hội của người thu nhập thấp đô thị. Ông Châu cũng cho rằng mỗi mét vuông nhà xã hội đều được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. Diện tích càng lớn thì những ưu đãi càng nhiều. Vì thế các khoản ưu đãi này cần có trần nhất định để tránh tạo sự thiếu công bằng trong xã hội. Một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm nhất là việc mở rộng diện tích căn hộ sẽ làm giá bán tăng lên. Và liệu thị trường địa ốc vừa ấm lên, liệu có lại đóng băng một lần nữa? Thường thường những cái vị trí mà giá trị chẳng hạn như là từ 3 tỷ đến 4 tỷ hoặc thậm chí trên 2 tỷ thì thông thường những vị trí đắc địa ở thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể là các khu vực về trung tâm, dẫn đến cái giá đất và chi phí nó cao, dẫn đến cái chi phí giá thành nó cao. Còn liên quan đến cái những diện tích ở những vị trí khu vực ở xa thì giá đất nó rẻ, dù rằng cái diện tích lớn, kể 90m² thì nó khoảng có 1 tỷ. Ông Sơn cũng cho rằng diện tích chỉ là một yếu tố, ngoài ra cũng cần tính đến cái yếu tố khác như là vị trí, giá thành để có thể cung cấp được nhiều loại sản phẩm, đáp ứng được đa dạng lựa chọn của khách hàng mà vẫn phù hợp với tiêu chí của nhà xã hội. Nhận định về vấn đề này, Tổng giám đốc CBRE cho rằng chính phủ cần nghiên cứu cẩn thận, tham khảo ý kiến của các chủ đầu tư, các quỹ xã hội về khả năng trả nợ của khách hàng để phát triển thị trường nhà ở bình dân cho phù hợp. Chúng ta nói rất nhiều về diện tích nhà ở xã hội. Ở Hồng Kông hay là Singapore, diện tích này vào khoảng 55-60m². Nhưng ở nhiều thị trường khác như là Thái Lan, Malaysia, Philippines, đặc biệt là tại Philippines,
diện tích nhà ở xã hội xuống đến 20m2. Tôi hiểu áp lực phải xây nhà ở lớn nhằm đáp ứng nhu cầu của các gia đình, nhưng đúng là tại châu Á này diện tích đến 90m2 đúng là ngoại cỡ đối với nhà xã hội. Ông cho biết diện tích nhà phổ biến tại châu Á thường từ 25 đến 80 m2, nhưng cũng tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác như là vị trí, dân số, quy mô gia đình và cả sự phát triển của hạ tầng giao thông.